Công Phượng tỏa sáng kịp thời với bàn thắng của mình tỷ số 1 đều quý nhiều vàng vào lưới Jordan, qua đó giúp các đồng đội lấy lại tinh thần và thế trận trong hiệp 2 trước khi hạ gục Jordan trên chấm 11m. Tấm biển Công Phượng chụp quảng cáo một loại dược phẩm trở thành công cụ cổ động với những fan hâm mộ dễ thương này. Tương tự, hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trở nên rất nổi bật ngay tại khu vực cầu Rồng của thành phố Đà Nẵng. 20 tháng 1 năm 2019 có thể trở thành một đêm khó quên với rất đông người yêu bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.